Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cây dừa có 3 ngọn, nhìn rất độc và lạ. Đây có thể nói là một cây dừa cực kỳ độc, lạ và hiếm. Bởi vì trên Việt Nam hay là trên thế giới thì số lượng những cây dừa có 3 ngọn như vậy rất là ít. Và đặc biệt là cây đang phát triển rất là tốt và cho quả rất là to. Cây xuất phát từ một gốc thân chính, sau đó phân thành 3 ngọn nhỏ và rất là đều, phát triển rất là đều, nhìn vô cùng đẹp mắt. Ngoài sở hữu vẻ đẹp rất là hiếm, độc và lạ, thì ngoài ra thì cây dừa này còn mang một ý nghĩa phong thủy rất là tốt. Cây có 3 đọt, tượng trưng cho ý nghĩa là tam tài, phúc, lộc và thọ, đầy đủ trên một thân cây. Và đặc biệt là những đọt cây thì phát triển rất là đều, thể hiện cho sự sinh sôi nảy nở. Quý anh chị và các bạn có thể thấy là những quả dừa phát triển rất là bình thường và trái thì rất là to. Hiện tại thì cây dừa 3 đọt này được trồng ở Cần Thơ nha quý anh chị và các bạn. Cây dừa 3 đọt vô cùng độc và lạ này đang được trồng ở quán cà phê John 7, số 18, đường số 6, khu dân cư Thới Nhật 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tới đây thì quý anh chị và các bạn sẽ được vô tư tham quan và ngắm nhìn cây dừa 3 đọt vô cùng độc và lạ này. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo của mình.